nha. Rồi. Này bảo hành cho mình 1 năm nha, tháng đầu tiên lỗi đem ra đổi mới nha. Rồi, ok. Cái bếp thì bên em không có bình nha. Cái này bên em chỉ bán bếp thôi hả? Đúng rồi, chính xác nha. Rồi. Cái này bảo hành bao lâu ta? Bảo hành 1 năm nha, tháng đầu tiên lỗi đem ra em đổi mới nha. Rồi. Đổi kỹ thuật cho nha, tháng thứ 2 là bên em bảo hành sửa chữa nha. Rồi, có bill hóa đơn đầy đủ rồi đúng không? Dạ có hết, đợi tí em gửi sao ha. Nãy giờ chờ. Chờ tí xíu. Có đơn này thì anh đã thanh toán hết rồi nha, anh kiểm tra lại giúp em ha. Rồi, ok. Rồi, cái tên sản phẩm ở đây nha, B3031AS. Trường hợp xài không thích mà trả lại là mình sẽ bị mất phí sử dụng nha, trong 20% cho tháng đầu, mỗi tháng tiếp theo anh cộng thêm 10% nha. Rồi, cái này thì tại 15S mua cái bếp ga là 379.000, là luôn phí đúng không? Dạ, cái đó là hết luôn rồi anh. Là 379.000, cái này là 15S thanh toán rồi. Ok, rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, thì đây là cái bếp ga của chị Linh hỗ trợ để mua để dành cúng cho chú khi mà đặt những cái món lẩu hay gì đó, thì chúng ta sẽ có cái bếp ga hâm nóng luôn ha. Thì còn thiếu một cái bình nữa, thì một lát 15S sẽ nhờ chị gái mà hay bán đồ ăn á, là sẽ mua luôn cái bình, mua giùm một cái bình ga. Thì nãy giờ là hai chồng 15S là đi quay đám tang ở gần mộ của chú Vũ Linh ha. Thì lúc mà đang quay á thì nhân viên bên điện máy xanh người ta giao cái bếp ga mini đó, thì cái bếp ga này là giao tặng chỗ luôn của bên điện máy xanh ha, là giá là 379.000 đó. Thì bây giờ là 15S lên cùng với bà xã là về lại ha. Đó, đây 15S quay cận cảnh lại cho bà con cô bác xem nha. Hát hay dữ rồi trời. Gì đây? Ca sĩ này là ai? Cầm đi bà xã. Đố anh biết cái gì, anh mà nói trúng em tặng anh một thứ luôn. Thiệt không? Thiệt, anh đừng có nhìn vô đây. Ô không, cho anh nhìn luôn. Tại vì ông chợ á, ông biết rồi. Cái gì cái gì nói lẹ, cái gì sao ông chờ làm gió, ông chờ là cái này, cái gì anh này là ông trời hả? Ông chờ ông quýnh mấy cái của em. Mà cái này cái gì? Bây giờ em mua lại chứ vậy. Đón ra này cái gì? Cái đầu cho đón ba lần luôn. Cái gì BCD gì đó. Không, này mua cho chú giống BCD vậy đó. Gì hả? Mẹ em có cảm giác như là ông thua đúng không? Em mà anh khoái không? Đây là cái bếp ga. Đó. Đây là cái bếp ga nha cô chú anh chị. Bếp ga mini. Để dành nấu lẩu 379.000. Là cái này là bây giờ mình nấu cho chú luôn á, xong mình cột lại mình để vô trong cái của điện máy xanh. Điện máy đó. Xanh anh. Đó, vậy ngày mai anh đem khô. Ủa, ngày mai mình đi ấy rồi. Vậy anh đem khô lên nghe, khô với quê không rồi. Đó. Trời có cái chảo. Thì cái này 15X là chọn là bằng inox nha. Inox. Đó. Đây là cần van tự động. Giờ mở không cháy nha, lý do là chưa có ga. Cái này rất là dễ vệ sinh nha. Nó không có bén nữa, cái này không có bén nè. Đó, này đang review bếp ga. Đó, cái này bằng cái gì, chắc liệu gì mà nhẹ quá ta. Anh mới nói inox gì. Giờ hỏi chừng. Không phải, cái này nè. Cái này cái chất liệu này nó hơi nhẹ. Em biết rồi, cái cục sạc của anh. Gan nặng lắm hả? Nè, cái cục sạc của anh là nó hơi hít nực là biết là sắt hay là đâu. Cái này là bằng nhôm nè. Cái này nhôm nè. Đâu anh hít coi. Bậy nhôm mới đâu chịu nhiệt được cao anh. Bằng nhôm. Không phải. Chính không? Giờ em cá không? Bằng nhôm đó. Giờ lấy cái gì đây? Cái đầu mà bữa anh cục sạc pin của anh mà cái ghi bồ của anh gì nè, nó có hơi hít được đó. Đây. Không hít nha. Không hít. Ê. Nó inox hết là cũng đúng nha, cái này hết nha.
nhôm á, chứ không phải cái này sắt, này là sắt sơn tĩnh điện nha, cái này nè, đây hết. Cái này anh hỏi trước rồi, cái này bằng nhôm không luôn, bữa trước anh vô điện. Ủa? Anh hỏi nè, cái này 300 mấy chục ngàn, anh điện cho họ điện máy xanh, cái ở trên cũng bằng nhôm luôn. Inox xanh này hết ta, bằng nhôm, inox là đâu hết, nhưng mà em mua bị inox mà. Thì giới thiệu vậy thôi. Inox thiệt mắc lắm, tiền đâu mà cái 300 mấy được cái này. Không có loại inox nào hết không ta? Sao nhớ inox đâu có hết đâu. Nhưng mà ý là giỡn pha không à, làm gì có inox thật. Đây thép, nhôm, đồng, inox. Nhôm. Thành phần là thép. Thép hả? Này là thép hả ta? Vậy inox là cái nào? Pha thôi ơi. Rồi. Mình tưởng hết inox. Thép, nhôm. Có vụ mà hết đâu. Chỉ có cái này nè, cái này không biết chất liệu nó là gì đâu, không hít nè. Hả? Nhôm pha. Biết mấy giờ ta? Rồi. Hít nha bà con, nhưng mà không biết là có xét hay không thôi. Đây rõ ràng là 15 mét đặt cái loại inox. Em có biết rồi, chừng nào chỉ có chỉ cứ đem đây nha. Bây giờ để coi coi. Bỏ cái chị cực dài. Biết em giao sớm rồi chị ơi. Nên chị cứ nấu chín là chị cứ mang đến cúng nóng cho chú. Cúng là phải nóng. Giá 359 ngàn. Tại em đây. Có khi nè họ giao lộn bếp không? Sao vậy? Đây bằng inox rõ ràng luôn nè bà xã. Đây cho anh mượn đi, anh hỏi đây. Không biết là bà con thấy không ha, đây quay trở lại nè, inox nè, đánh lửa magneto ngắt ra tự động ha, là giá online là 470 ngàn nè. Mà mình, ủa giá gốc là 470 ngàn, nhưng mà mình mua online là 359 ngàn ha. Do là mình mua là có phí ship 20 ngàn, đó là 379 ngàn. Đó. Cái này người ta để trên inox, nhưng mà về là mình thử hay là nó có bằng sắt trong đây nữa. Nó để là mặt bếp nè, mặt bếp. Mặt bếp là inox 430. Mặt bếp là cái nào ta? Là cái này hả? Bạn chọn giống cái của anh mua. Đây nhìn giống y chang mà. Ừ. Theo anh nghĩ chắc có lẽ là có loại nhiều loại inox nó bị hít ha. Đúng không? Rồi, inox giờ nó pha không mà chứ không có inox gặt đâu. Inox gặt có nhưng đó. Mà điều nó mắc lắm đâu. Ở đây thì sản phẩm được bảo hiểm là 2 tỷ đồng nè. Không biết là bảo hiểm gì ta. Khí áp lực lon ga vượt mức an toàn, van ga sẽ tự động phá và tắt lửa. Đó. Rồi. Đó, nói chung là toàn cảnh trưa nay ha. Thì bây giờ là mình có bếp ga rồi. Thì một lát là sẽ mua cái bình ga với là đồ cúng cho chú nữa ha. Thì hôm nay là 15 ếch có đặt thêm chè dưỡng nhang của Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. 11 giờ 15 họ sẽ đem qua đây để cúng cho chú nha. Rồi đến đây thì 15 ếch Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị rất là nhiều ha. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ 15 ếch. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.